Thưa quý vị, tiếp nối thành công của dòng căn hộ City, ngày 27 tháng 9, Kiến Á Group và công ty cổ phần DKAA Việt Nam đã chính thức ký kết hợp tác phân phối độc quyền dự án khu căn hộ City Esto. Trong đó thì Kiến Á Group là nhà phát triển và DKAA Việt Nam là đơn vị phân phối độc quyền cho dự án này. Dự án khu căn hộ City Esto giúp giải quyết nhu cầu của nhiều gia đình trẻ đang tìm chốn an cư khi tung ra dòng sản phẩm căn hộ có chất lượng xây dựng và thiết kế cao cấp ngay trung tâm khu đô thị Cát Lái, quận 2, nhưng giá tiền vừa tầm. Theo các nhà phát triển dự án, City Esto đang sở hữu mức giá cực kỳ cạnh tranh khi được công bố chỉ từ 1,2 tỷ một căn 2 phòng ngủ. Dự án City Esto bao gồm 3 block với 528 căn hộ có thiết kế từ 2 đến 3 phòng ngủ với diện tích từ 56 đến 103 m2. Trong đó, dự án dành nguyên block C để xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng có quy mô 16 tầng. Dự án được bao bọc bởi công viên trung tâm rộng 4 hectare và có được mật độ cây xanh lên đến 7 m2 một người. Đây là dự án thứ 8 mà chúng tôi hợp tác với Kiến Á Group, thì chúng tôi thấy rằng tất cả các dự án do Kiến Á phát triển rất là tạo ra nhiều cái lợi thế cạnh tranh cũng như là về chất lượng trong cái việc phát triển cái dự án nhà ở dành cho khách hàng. Chúng tôi thấy rằng là đội ngũ phát triển là những cái công ty có thương hiệu như là công ty thiết kế là công ty Mia, rồi công ty xây dựng là công ty Cosaco, là những cái đơn vị mà có cái uy tín đã góp phần vào trong cái việc rằng là tạo ra cái sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng. Thì chúng tôi cũng tin tưởng rằng là đây là một dòng sản phẩm cũng đáp ứng về nhu cầu của những gia đình trẻ, những người nhập cư với cái giá thành rất là dễ dàng sở hữu và dưới 1 tỷ rưỡi. Ngoài tiện ích nội khu cao cấp như hồ bơi, lối dạo bộ, khu vui chơi trẻ em, BBQ, khu thể thao, block trung tâm thương mại, dịch vụ, văn phòng, thì cư dân còn được thừa hưởng các tiện ích chất lượng khác của khu đô thị Cát Lái như hệ thống trường chuẩn quốc gia, tòa án nhân dân tối cao, v.v. Việc tìm kiếm căn hộ tầm hơn 1 tỷ đồng nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí đa tiện ích gần trung tâm, thuận tiện về di chuyển đang là nỗi băn khoăn của rất nhiều gia đình. Vì vậy, phía nhà phát triển rất tin tưởng vào sự đón nhận của thị trường với dự án City Esto. Dự án sẽ được chia thành nhiều đợt thanh toán để giảm áp lực cho người mua nhà. Quan trọng hơn, City Esto được ngân hàng BIDV hỗ trợ cho vay đến 70% giá trị căn hộ trong vòng 15 năm.